Để chuẩn bị nội dung trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, vào sáng nay, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với thanh tra Đà Nẵng để nghe báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thanh tra thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện 6 đoàn thanh tra, qua đó ban hành kết luận thanh tra, chuyển một vụ việc với 5 đối tượng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định Toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 25 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 13 kết luận thanh tra với 28 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những sai sót của đơn vị và cá nhân liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật. Thanh tra thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng tại địa phương đơn vị. Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn thành phố. Đến nay qua tổng hợp có 48 trên 507 cơ quan đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.